Kính thưa quý vị và các bạn, một người có da mặt mỏng có thể rất nhạy cảm và phản ứng thái quá. Bạn sẽ thường thấy họ la hét, khóc lóc hay tránh né sự phê bình bất cứ khi nào họ cảm thấy bị đe dọa bởi điều gì đó. Người mặt dày khi thấy bị đe dọa thì biết cách duy trì sự bình tĩnh và không suy sụp về cảm xúc khi có chuyện gì đó diễn ra không đúng ý họ. Tôi tin rằng mặt dày là một phần quan trọng của trí thông minh cảm xúc. Nó liên quan đến việc kiểm soát lời nói và hành động của bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy tiêu cực hay đau đớn về mặt cảm xúc nhất. Làm người muốn có địa vị, cần phải có cho mình những phẩm chất hơn người. Phẩm chất có rất nhiều loại, nhưng cá nhân tôi rất đề cao một người có tố chất tâm lý mạnh. Nói hay một chút thì là kiên cường, còn nói trắng ra thì là mặt dày. Tất nhiên tinh thần mặt dày này không phải là bảo bạn không biết xấu hổ một cách bất chấp, mà là chỉ vào thời điểm mấu chốt, biết cách buông bỏ thể diện một cách thông minh và trí tuệ. Sống ở đời cứ ngại ngùng cả nề mãi thì chẳng thể nào tiến xa được. Nhiều lúc cứ phải mặt dày lên mà sống các bạn ạ. Cả nề và lòng tốt là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, nhưng chúng ta vẫn thường nhầm lẫn và đánh đồng chúng trong các mối quan hệ với người khác. Người cả nề thường không biết cách từ chối, nên ai nhờ gì cũng làm, nói gì cũng nghe, dù trong thâm tâm không thực sự muốn thế. Oái oăm là khi họ cố nhường nhịn, dành công sức làm vừa lòng đối phương, thì họ đã tự đặt mình vào vị trí thứ yếu, thậm chí ít được tôn trọng. Người cả nể hay bị lợi dụng vì không biết cách nói từ chối. Tôi có một cậu bạn tên Thái có tính hay cả nể, chẳng bao giờ biết từ chối người khác, kể cả những việc nhỏ nhất. Thái tâm sự, nhiều khi việc cơ quan, việc gia đình còn ngập ngụa, chẳng có thời gian để làm, nhưng người khác nhờ giúp đỡ, không làm thì thấy áy náy, nên gồng mình lên để làm đẹp lòng người ta. Người thân cận thì hay nói Thái vác tù và hàng tổng, việc nhà thì nhác, việc chú bác thì lại siêng. Người mới gặp gỡ đôi lần nhìn vào thì tấm tắc khen Thái tốt, đàn ông đàn an nhiệt tình, ga lăng, tốt bụng, sẵn sàng giúp mọi người. Nhưng ai có biết đâu, Thái vất vả và khổ sở vì mang danh người tốt, thế nên lại càng khó khăn trong việc nói lời từ chối, vì sợ người khác nghĩ mình không tốt. Chính điều đó khiến cuộc sống của Thái lúc nào cũng xoay như trong chóng, và vô tình bị những đồng nghiệp ở công ty lợi dụng, lấy cớ nhờ vả. Ví dụ bê bình nước, lấy đồ ship, mua cơm trưa, in tài liệu, chẳng mấy khi thấy Thái ngừng tất bật. Thật ra trường hợp của Thái không hề hiếm. Tuyết người cả nể ấy thường hay đặt lòng tốt nhầm chỗ. Thái bảo, nghĩ bụng thôi thì việc đơn giản mình làm được, thì nhận lời làm ù một cái là xong. Nhưng cậu nào biết, chính lòng thương người ấy sai cách đã khiến lòng tốt của cậu bị coi nhẹ. Thái từng bảo với tôi, nhiều khi nghĩ không biết vì sao mình phải khổ vì cả nể thế này. Có phải mình sợ hãi, lo lắng mọi người sẽ nghĩ xấu về mình, nên cứ phải gồng mình làm mọi yêu cầu của họ. Cũng có thể bản thân ích kỷ giữ lấy danh tiếng người tốt và luôn phải tỏ ra mình là người như thế. Tôi nhớ đến câu chuyện triết lý cậu bé và viên kẹo thế này. Nếu mỗi ngày bạn đều vui vẻ cho đứa trẻ ăn kẹo, đứa trẻ ấy sẽ rất đón chờ bạn và có vẻ yêu bạn. Hàng ngày nó đều tươi cười khi trông thấy bạn và đến nhận kẹo. Nhưng đến một ngày bạn hết kẹo và chẳng còn gì cho nó nữa, nó sẽ đối xử với bạn rất khác. Có thể nó sẽ gào lên bảo bạn keo kiệt, xấu xa, hoặc đi khắp nơi nói xấu bạn. Triết lý cục kẹo có nghĩa là khi bạn càng hy sinh nhiều vì người khác, không mang đến lợi lộc hoặc những gì sẽ nhận lại được. Nếu là người hiểu chuyện, họ sẽ trân trọng bạn. Nhưng nếu là người không biết điều, họ sẽ không nghĩ những gì bạn làm cho họ, dành cho họ là tình yêu mến, mà đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Khi bạn không còn khả năng đáp ứng cho những đòi hỏi, yêu cầu của họ, họ sẽ trở mặt. Có câu nói kinh điển của người xưa, người không vì mình trời trù đất diệt. Ngay đến bản thân mình muốn gì, không thích làm gì, còn không quyết định được, không chủ động tạo sự thoải mái cho mình, thì còn nhờ cậy đến ai? Nhưng ai như Thái hãy nhớ rằng, còn giữ cách cư xử như thế, tức là bạn đã tự diệt mình, trước khi trời đất kịp làm điều đó với bạn. Vì bạn là người đầu tiên chịu những cảm xúc khó chịu
bực tức, ẩm ếch vì quá tải, trong khi vẫn phải đè nén những cảm xúc đó để miễn cưỡng đáp ứng chiều lòng đòi hỏi của người khác. Thậm chí việc ôm đồm sống hộ, giải quyết những khó khăn của người khác còn khiến bạn phải bỏ quên những vấn đề của mình trong cuộc sống. Để từ bỏ thói cả nể, bạn phải học cách nói không, từ chối điều mình không muốn. Bạn không cần phải bào chữa cho sự từ chối của mình, chỉ cần dứt khoát nói lý do mình không muốn làm điều đó. Tập phá bỏ rào cản ngại từ chối từ những điều nhỏ nhặt. Bạn sẽ thấy từ chối là điều hết sức bình thường. Nếu ai đó giận dỗi chỉ vì bạn từ chối họ, thì bạn cũng tự biết có nên duy trì mối quan hệ đó hay không. Sống ở đời, muốn sinh tồn phải biết cách mặt dày. Làm người muốn không phải lo cơm ăn ba bữa, quần áo mặc quanh năm, vậy thì chúng ta phải biết cách kiếm tiền, biết đi phấn đấu. Nhưng con người sống trên đời, tiền đâu nào dễ kiếm như vậy. Nhiều khi cơ hội đều phải do tự mình tạo ra và đi nỗ lực phấn đấu giành lấy. Một người muốn sống đủ sống tốt, chỉ dựa vào chiếc bánh từ trên trời rơi xuống là điều rất khó. Vì vậy, khi cơ hội đến trước mặt, lúc cần bạn đi đấu tranh giành lấy, thì nhất định phải học cách buông bỏ sĩ diện. Cho dù người xung quanh có nói gì, có đàm tiếu ra sao, đấy là việc của họ. Nhớ rằng, một khi đã thành công, thì mọi khổ tận cam lai đều không là gì cả. Một khi đã thành công, bạn tự nhiên sẽ có quyền lên tiếng. Bạn nói gì cũng đúng, người bên cạnh bạn tự nhiên sẽ cho bạn thể diện. Nhiều sinh viên mới tốt nghiệp không hề chấp nhận, thậm chí còn có phần khinh bỉ những công việc chân tay và công việc ở vị trí thấp. Vì họ cho rằng bằng cấp và năng lực của họ xứng đáng để có được công việc cao cấp hơn, vinh quang hơn, nhiều tiền hơn. Thế nhưng sự thật phũ phàng, một sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm thì lấy gì đảm bảo để các nhà tuyển dụng cho họ vị trí quan trọng trong công ty lương cao? Những người giỏi giang thật sự sẽ luôn hiểu rằng trong thời điểm không có tiền, không có năng lực thì thể diện là thứ vô dụng. Vì một tương lai thành công, điều bạn có thể làm lúc này chính là hạ thấp cái tôi, kìm nén thể diện lại một chút. Nhiều người quá đặt nặng vào thể diện của mình, để rồi sinh ra chứng tự ti, nhạy cảm, luôn trốn tránh và tìm lý do ngụy biện. Nhưng thế giới này không hề quan tâm đến cảm nhận của bạn. Nó chỉ quan tâm đến thành quả cuối cùng của bạn mà thôi. Những lần cúi đầu của ngày hôm nay đều vì cơ hội để có thể có vinh quang ngẩng cao đầu cho ngày sau. Đừng bao giờ vì chút thể diện vô nghĩa của mình mà từ bỏ mục tiêu. Sống với tư tưởng như vậy thì chỉ có thể tự ti và mất tự do cả đời mà thôi. Sống ở đời muốn có được quan hệ và tài nguyên phải học cách mặt dày. Làm người muốn có địa vị nhất định trong xã hội, bạn bắt buộc phải có cho mình những mối tài nguyên và quan hệ nhất định. Có câu, quan hệ là tài nguyên là tiền tài. Nhiều khi quan hệ và tài nguyên đều có được nhờ vào việc mặt dày của chúng ta. Vì sao? Vì những kẻ nhát gan sợ chuyện, gặp chuyện liền cụp đuôi lại, sợ mất mặt, sợ mất thể diện. Vậy thì dù cơ hội có đi ngang qua trước mặt, rồi cũng sẽ trở thành nước đổ lá khoai. Ngược lại, một người đứng trước cơ hội và thách thức, biết cách lên tiếng, biết cách từ bỏ sĩ diện đi thể hiện bản thân, nỗ lực đi giành lấy cơ hội có một không hai, vậy thì dần dần, mọi người rồi cũng sẽ có những cái nhìn khác về họ, mong muốn hợp tác với họ, mối quan hệ tự nhiên cũng sẽ rộng mở, tài nguyên thiên nhiên cũng sẽ tự động chảy vào tay. Sống ở đời gặp nghịch cảnh, muốn làm lại từ đầu, phải học cách mặt dày. Làm người trên con đường của cuộc sống, luôn sẽ gặp phải những khó khăn và nghịch cảnh. Một người khi rơi vào nghịch cảnh, thường sẽ hoang mang mất phương hướng. Lúc này, nếu không có một tâm lý ngoan cường, không có một trái tim lợn chết không sợ nước sôi, vậy thì sẽ rất dễ đánh mất đi tương lai, còn có thể tốt đẹp của mình. Ngược lại, một người khi rơi vào nghịch cảnh, biết cách mặt dày, từ bỏ mọi cái tôi cao hơn núi Thái Sơn của mình để đi nỗ lực giành lấy những cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện. Vậy thì người như vậy nhất định có thể vực lại được. Số phận có muốn quật ngã họ thêm lần nữa cũng khó. Sống ở đời muốn có một tình yêu đẹp phải học cách mặt dày.
Làm người muốn sống sao cho rực rỡ và trọn vẹn thì tình yêu chính là thứ gia vị không thể thiếu. Thích ai đó hãy mặt dày nói ra, thích ai đó hãy mặt dày theo đuổi tới cùng. Đừng sợ bị từ chối, cũng đừng sợ bị cự tuyệt. Không thử làm sao biết mình có bị từ chối hay không? Dũng cảm nói ra, ít nhất sau này bạn cũng sẽ không phải sống trong tiếc nuối, rồi dằn vặt. Vì sao khi đó mình không bày tỏ? Vì sao cứ âm thầm đơn phương với người ta như vậy? Cọc đi tìm châu cũng được, châu đi tìm cọc cũng chẳng sao. Đời người ngắn ngủi, dũng cảm sống thật với cảm xúc của mình mới là quan trọng nhất.